tên là tôi là Nguyễn Thị Chữ. Ở cụ 19. Xã Đảo Chú. Ở xã Đảo Chú. Tôi tham gia vay vốn từ 2005. Năm nay chúng tôi được nhận là vốn để trồng gốc. Thì tôi tham gia, chúng tôi trồng một xào. Thì tôi mong là sau này là phát triển hơn để cho chúng tôi thêm, chúng tôi nhân thêm, làm thêm. Năm nay gốc thì đã lên giàn rồi, bây giờ chúng tôi đang tiếp tục chăm bón.